Đây Phước hướng dẫn mọi người 3 động tác hỗ trợ sức mạnh cho tay, cho bên lưng. Và bài tập số 1 là tập kích chất. Và tập số 2 là bài tập đẩy tay sau. Và bài tập thứ 3 là bài tập kéo tay với dây chuông. Đó là 3 bài tập hỗ trợ sức mạnh cho tay, cho bên lưng. Chúc bạn thành công.